Quang Huy xin kính chào quý anh chị. Hiện tại Quang Huy đang ở ngay phân đoạn giữa đường 25C Hiện hữu và phân đoạn đường 25C đang triển khai quý anh chị ha. Và phía trước của chúng ta đây là ngã tư giữa đường 25C và đường Nguyễn Hữu Cảnh quý anh chị và toàn cảnh của khu công nghiệp Nhân Trạch hướng kết nối về sân bay Long Thành quý anh chị. À, à, qua rất nhiều video quý anh chị ha, thì uh, cái mức độ mà quan trọng của 25C thì uh, không thể không thể nào bàn cãi được quý anh chị. À, Huy đang quay một góc. À, toàn cảnh à, của trung tâm hành chính của chị ha của huyện nhân trạch của chị à, những cái quỹ đất cây xanh của chị ha à, đây đều là những cái quỹ đất được quy hoạch bài bài bản hết của chị ha để khi mà dân cư mà đổ về đây à, thì sẽ triển khai thôi chứ chứ không phải là đất ở đây là là chưa có quy hoạch nha quý chị và đặc biệt ở đất ở nhân trạch là đa phần là đã có quy hoạch hết rồi À, với một cái vị thế tiếp giáp thành phố Hồ Chí Minh quý uh, chị kẹp uh, một bên thành phố Hồ Chí Minh uh, và bên đây là ngay công trình trọng điểm sân bay Long Thành quý chị, một trong những cái sân bay uh, tầm cỡ của châu Á quý chị ha. Bây đang di chuyển ngay cái ngã tư quý chị ha. Như quý chị thấy xe cộ di chuyển đã đông cái phần đường 25C hiện hữu và phần đường Nguyễn Hữu Cảnh, cái phần đường cắt ngang đó là Nguyễn Hữu Cảnh quý chị. Và phía trước của chúng chúng ta đó là toàn cảnh của đường 25C giai đoạn 2 quý chị kết nối từ uh, ngã tư từ 25c hiện Hữu với đường Nguyễn Hữu Cảnh và đến uh, đường Hùng Vương của chị ha, cái đoạn này nó sẽ di chuyển đến ngay Vành đai ba Thành phố Hồ Chí Minh quý anh chị từ vị trí này di chuyển đến Vành đai ba Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 4 km quý anh chị uh, và huy uh, hôm nay huy sẽ di chuyển dọc theo cái uh, phân đoạn đang triển khai để quý anh chị xem nhé thì như quý anh chị đã thấy thì uh, Uh, một số uh, cái đoạn của đường 25C giai đoạn 2 này đang còn cây xanh thì nó đang đang cái công công tác mà giải phóng mặt bằng của chị ha. Còn những cái phân đoạn nào mà giải phóng mặt bằng xong thì để đều được cái đơn vị uh, triển khai của chị. thì uh, dự kiến thì cái đoạn đường này nó sẽ thông xe vào năm 2026 của chị ha. và đây là cái tuyến chính kết nối trực tiếp giữa sân bay Long Thành qua trung tâm hành chính huyện nhân trạch qua cụm khu nghiệp nhân trạch và về thành phố hồ chí minh quý chị và cái tuyến chính này nó sẽ đổ thành phố về thành phố hồ chí minh theo hai hướng một theo hướng cầu nhân trạch cầu Vành đại ba thành phố hồ chí minh đúng không chị à, về quận 9, khu nghệ cao và hướng thứ hai là hướng sẽ đổ về cát lái quý vị ha sau này nó sẽ có cái tuyến kết nối vô cái đường liên cảng cát lái về quận 2, quận thủ đức thành phố hồ chí minh quý chị À, cho nên cái đường 25C được quy hoạch lộ giới à, 100m quý anh chị à, 12 làn xe của chị ha kết nối trực tiếp sân bay Long Thành đây là cái tuyến đường mà sau này nó sẽ sôi nổi bậc nhất tại nhân trạch à, à, đó à, đó là những cái mà vấn đề về 25C tiến độ thực tế của 25C thì quý như quý anh chị đã thấy thực tế rồi à, đã huy cập nhật và nếu quý anh chị quan tâm bất động sản tại cái tuyến đường này 25C 25C hiện hữu thì chỉ có hai dự án của chị, một dự án là Long Tân City và một dự án thứ hai là Mega City 2. Nếu quý chị quan tâm bất động sản tại đây thì hãy liên hệ với Quang Huy qua hotline 0988555089. Ờ à, và Huy cũng cập nhật đến quý anh chị à, đã sở hữu à, à, các sản phẩm tại dự án Mega City 2, dự án Long Tân City về cái tiến độ thực tế của chị. À, đây là cái thời điểm à, mình mua thêm quý chị ha. Mình, mình nên mua thêm nếu mình có điều kiện chứ còn mình hạn chế bán ra quý anh chị cái đó là huy chia sẻ thật sự với quý anh chị nó sắp về đất rồi tầm khoảng 2020 2026 2027 là đất khu vực này huy đảm bảo nó sẽ có những cái biến động rất là lớn quý anh chị đã đầu tư thì mình nên cân nhắc và chọn cái thời điểm mà, mà để ra hàng quý chị ha chứ mình mất thời gian đầu tư mà cái thời điểm mình ra hàng mà vội vã hay cái thông tin mình nghe nó không có chuẩn xác thì đông nên nó mất cái cơ hội cái lợi nhuận trong tương lai của mình đó là những cái chia sẻ thực sự cũng như những cái hình ảnh thực tế quang huy muốn cập nhật đến uh, quý anh chị gần xa uh, uh, để rút ngắn cái thời gian mà quý anh chị nhiều khi uh, có một số quý anh chị chia sẻ với huy như vậy á ở ừ, anh chị ở xa thì uh, rất là hạn chế trong việc là tham quan cũng như là nắm uh, thị trường của khu vực thì hôm nay quang huy làm cái video này chủ yếu mang đến cái mục đích đó và nếu quý anh chị uh, quý mến và quý anh chị thích video thì đừng quên tặng cho Huy một like nhé. Uh, phân đoạn uh, bên dưới đó là phân đoạn hiện hữu đúng quý chị thì quý chị đã phân đoạn hiện hữu với tuyến chính này là đã 8 làn xe của chị ha sau này nó sẽ mở rộng thêm mỗi bên hai làn xe hai bánh hỗn hợp của chị ha hai bánh và xe thôi sơ đó quý chị à, mỗi bên hai làn xe nữa uh, cho nên cái tuyến đường 25C là rất là quan trọng quý chị và giữ cái vai trò huyết mạch trong tương lai đó một góc quay cận cảnh khác tại phân đoạn 25C hiện hữu của chị ha. Sau này cái dọc cái tuyến này nó sẽ hình thành dân cư và thương mại dịch vụ rất là mạnh với chị. Cảm ơn quý chị đã xem video đến thời điểm này. Xin chào và hẹn gặp lại quý chị.